Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Buổi tòa đàm được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 62 tỉnh thành phố do bà Trương Thị Mai, quê viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Long An, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy chủ trì hội nghị buổi tọa đàm có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thảo luận tìm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tại tòa đàm, các đại biểu thảo luận về thực trạng nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần nghị quyết số 11 và chỉ thị 21 về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua đó, buổi tòa đàm đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra.